Xin được kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mark Home để đến với những công trình do đội ngũ Mark Home thiết kế và thi công trọn gói. Và trước khi đến với chi tiết về công trình ngày hôm nay thì tôi xin được giới thiệu về Mark Home. Mark Home là đơn vị thiết kế và thi công trọn gói hàng đầu tại Việt Nam hiện nay, và với đội ngũ nhân sự đông đảo thì chúng tôi đang thiết kế và thi công trọn gói trên khắp toàn quốc. Với lượng khách hàng đông đảo thì nếu quý vị mong muốn để trở thành nhà đại lý, nhà phân phối các sản phẩm của Mark Home như sơn Mark Home, thiết bị vệ sinh cũng như là vật liệu xây dựng của Mark Home thì vui lòng gọi tới các số điện thoại hotline của chúng tôi để được nhân viên của Mark Home tư vấn. Và ngoài kênh YouTube mà quý vị và các bạn đang theo dõi ra thì chúng tôi còn có fanpage và Facebook cũng như là website để quý vị và các bạn dễ dàng cập nhật hơn nữa những tin tức về chúng tôi. Quý vị và các bạn có thể truy cập website với tên miền là markhomegroup.vn. Tôi xin nhắc lại nhé, markhomegroup.vn. Ở đây thì chúng tôi đăng tải rất nhiều các mẫu nhà mà chúng tôi đã thiết kế trong thời gian vừa qua. Cũng như là quý vị có thể nhắn tin trực tiếp tới các tổng đài viên của chúng tôi qua các số Zalo hoàn toàn miễn phí quý vị nhé. Ngoài ra thì quý vị có thể truy cập thêm những kênh của Mark Home như là TikTok Mark Home, kênh xây dựng nhà cửa. Với kênh TikTok Mark Home thì quý vị có thể nhận thấy ở đây chúng tôi để lại những cái video ngắn kết hợp với âm nhạc để quý vị và các bạn có thể là xem những cái mẫu nhà của chúng ta một cách nhanh và dễ dàng hơn. Hoặc là quý vị và các bạn có thể truy cập trang web là markhomevn.com. Ở đây với tên miền là Công ty Cổ phần Kiến trúc và Xây dựng Mark Home, chúng tôi đang có hơn 43.000 lượt thích và 45.000 lượt theo dõi. Ở đây chúng tôi đăng tải rất nhiều các chương trình khuyến mãi dành cho quý vị và các bạn, như chương trình voucher trị giá lên đến 1 triệu đồng dành cho các quý khách hàng nhanh tay nhất, áp dụng đối với hợp đồng thiết kế. Cũng như nếu quý vị và các bạn chúng ta ký kết online, chúng tôi sẽ giảm 10% chi phí thiết kế và giám sát công trình hoàn toàn miễn phí từ 3 đến 5 lần và hỗ trợ làm hồ sơ cấp phép xây dựng. Đặc biệt thì chúng tôi sẽ giảm 100% chi phí thiết kế với những hợp đồng mà chúng ta đăng ký gói thi công trọn gói. Và với những hợp đồng đăng ký gói thi công trọn gói trước từ 3 đến 8 tháng thì chúng tôi giảm trực tiếp từ 3 đến 8% vào giá trị công trình. Mọi chi tiết thì quý vị và các bạn vui lòng liên hệ tới các số điện thoại hotline mà chúng tôi đang để trên màn hình là 096 445 8888 và 0828 13333 để nhận được những tư vấn sớm nhất. Chương trình thì chỉ được áp dụng đến hết ngày 1 tháng 5 năm 2022 nên quý vị và các bạn chúng ta vui lòng nhanh tay nhé. Trở lại với công trình ngày hôm nay thì ngày hôm nay tôi xin được giới thiệu tới quý vị và các bạn một công trình mà chúng tôi thiết kế cho chủ đầu tư là anh Nguyễn Văn Hưng, có địa chỉ tại Khả Phong, Kim Bảng, Hà Nam. Như thường lệ thì đầu tiên chúng ta sẽ xem về phần ngoại thất của công trình này nhé. Như phần ngoại thất thì quý vị có thể nhận thấy ngay đây là một công trình mái Nhật mang lối kiến trúc hiện đại đặc trưng trong các thiết kế của Mark Home. Với lối kiến trúc hiện đại thì quý vị có thể thấy được chúng ta sẽ sử dụng nhiều những phần mặt phẳng thay vì việc mà chúng ta sẽ trang trí những phần phào chỉ hay là những đường đắp vẽ. Thay vì việc mà chúng ta sẽ sử dụng những phần phào chỉ hoặc là những phần đắp vẽ cầu kỳ của những kiến trúc tân cổ điển hoặc là cổ điển. Quý vị có thể nhận thấy ở đây thì về màu sắc thì chúng tôi đã phối gam màu lạnh cho công trình với màu chủ đạo đó chính là màu xanh của phần mái ngói, màu trắng của phần tường kết hợp với những phần màu ghi, và tất cả những cái khu vực như là khu vực cột và những cái khu vực tường ở dưới tầng 1 thì chúng tôi ốp hoàn toàn bằng chất liệu đá thẻ màu vàng, mang đến cái sự mới lạ và độc đáo cho công trình. Mỗi một công trình thì tùy thuộc vào gia chủ khác nhau, sự yêu thích của gia đình cũng như là tùy thuộc vào cái tuổi của gia chủ để chúng tôi thiết kế làm sao phù hợp với bản mệnh của gia chủ cũng như là sự yêu thích của gia đình. Ở đây thì quý vị có thể nhận thấy được chúng tôi sử dụng hệ bậc ngũ cấp cho công trình. Với việc mà chúng tôi sử dụng hệ bậc ngũ cấp sẽ làm công trình của chúng ta cao, bề thế, giúp cho công trình của chúng ta không lo lắng về việc sau này nền được có tôn lên thì công trình của chúng ta thấp đi. Và một vấn đề nữa liên quan đến tỷ lệ kiến trúc của công trình thì với các công trình ngũ cấp và công trình 2 tầng thì chúng ta nên làm những công trình có nền đế cao thì công trình của chúng ta nó sẽ hài hòa và cân đối hơn. Ở đây thì tất cả những khu vực chân tường thì chúng tôi đều ốp bằng chất liệu gạch thẻ hoặc là đá thẻ quý vị nhá, mang lại cái sự sạch sẽ, mang lại cái sự chắc chắn cho công trình, tránh cái hiện tượng rơi mốc qua thời gian. Về phần chất liệu thì chúng tôi cũng đã lựa chọn kỹ lưỡng để làm sao những phần chất liệu của chúng ta sử dụng nó phù hợp với ngôi nhà. Phần cửa chính của chúng ta thì được sử dụng gỗ lim Nam Phi, còn các khu vực cửa sảnh đi thì chúng tôi sử dụng chất liệu nhôm hệ. Nhôm hệ đã không còn quá xa lạ với quý vị. Nhôm hệ kết hợp với kính cường lực hai lớp thì sẽ giúp cho công trình của chúng ta sáng, thoáng và ngoài ra nó sẽ không bị cong vênh mối mọt khi như khi là chúng ta dùng gỗ tự nhiên hoặc là gỗ công nghiệp. Ở đây thì khu vực lan can ở hành lang thì chúng tôi sử dụng phần sắt sơn tĩnh điện kết hợp với những phần lam bê tông ở bên trên được sử dụng phần kính cường lực để giúp cho không gian của chúng ta thoáng sáng và giúp cho chúng ta có một cái không gian để chúng ta nghỉ ngơi sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi. Với mỗi một công trình của Mark Home thì chúng tôi luôn luôn có hai lối tiếp cận khác nhau. Việc mà chúng ta có nhiều lối tiếp cận khác nhau thì sẽ giúp cho công trình của chúng ta được giao thông đi lại dễ dàng hơn và các công năng của chúng ta được sử dụng một cách tối ưu hơn. Ngoài ra khi mà chúng ta nhìn từ phía ngoài ngoại thất thì công trình của chúng ta đẹp từ mọi góc cạnh và về hình khối thì công trình của chúng ta cũng cân đối và hài hòa hơn rất nhiều. Ở đây thì chúng tôi cũng đã trang trí những phần bồn hoa, những phần cây cảnh ở phía ngoài công trình để giúp cho công trình của chúng ta xanh mát hơn, gần gũi hơn với thiên nhiên. Một góc khác từ phía cao của công trình thì quý vị có thể nhận thấy đây là một công trình chúng ta có những khu vực mà chúng ta để xe và những khu vực sân phía trước khá là rộng.
thường là những phần tường mà chúng tôi sử dụng sắt sơn tĩnh điện để mang lại sự thông thoáng cho toàn bộ không gian của ngôi nhà. Nếu mà chúng ta xây dựng những bức tường đặc ở những khu vực này thì thực sự không gian của chúng ta sẽ rất là bí. Và tất cả các công trình của chúng tôi thì chúng tôi luôn luôn đều có những phần mặt bằng định vị, quý vị và các bạn chúng ta dễ dàng hình dung và nhận biết hơn về ngôi nhà của chúng ta sau khi xây dựng như thế nào. Quý vị có thể nhận thấy với phần mái Nhật có độ dốc vừa phải, khả năng thoát nước mưa, khả năng chống nóng rất tốt. Và ngoài ra phần thi công mái Nhật cũng sẽ dễ dàng hơn so với các loại mái khác như là mái Thái. Việc mà chúng ta sẽ chỉ cần phải lợp vỉ kèo thay vì cái việc mà chúng ta sẽ phải đổ những phần đốc thu hồi. Quý vị có thể tưởng tượng một chút là những phần đốc thu hồi của chúng ta sẽ cần phải tốn nhân công, tốn chi phí hơn do độ dốc của mái Thái cao hơn mái Nhật. Ở đây thì chúng tôi cũng đã thiết kế các khu vực mà chúng ta để tét nước và thái dương năng để giúp cho cái nhu cầu sử dụng của gia đình được dễ dàng hơn. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với bản vẽ chi tiết của công trình này. Đầu tiên thì chúng ta xem xét về phần mặt bằng định vị công trình. Với phần mặt bằng định vị công trình sẽ cho chúng ta biết được khổ đất của chúng ta như thế nào và cái phần hướng của công trình của chúng ta ra làm sao và công trình của chúng ta định vị so với khổ đất của chúng ta có hợp lý hay không. Ở đây thì quý vị có thể nhận thấy được cái phía trước là đường giao thông. Chúng tôi đã thiết kế hai sảnh của công trình. Một sảnh chúng ta sẽ hướng về khu vực đường giao thông, sẽ quay về hướng Tây quý vị nhé. Và một sảnh của chúng ta sẽ quay về hướng Nam. Và điều này thì sẽ giúp cho cái khu vực của chúng ta đi lại dễ dàng hơn. Quý vị có thể nhận thấy cổng chúng tôi sẽ đặt ở phía bên phải của công trình. Và với khuôn đất như thế này thì chúng tôi đã định vị công trình của chúng ta. Đây ạ, chúng ta vẫn có những khoảng không gian để chúng ta làm sân và những khoảng không gian phụ ở từ khu vực sảnh phụ rất là thoáng đúng không ạ? Và chúng tôi cũng sẽ không xây hết đất quý vị nhé. Với tất cả những công trình mái thì chúng ta sẽ không bao giờ xây hết đất. Với những công trình mái Nhật thì chúng ta sẽ để ra ít nhất tầm khoảng 450. Ở đây thì chúng tôi đã để hẳn ra khoảng 600 thì sẽ giúp cho cái không gian lưu thông của chúng ta được dễ dàng hơn. Và ngoài ra chúng ta sẽ có những khu vực mà chúng ta để sân ướt hoặc là sân phụ ở phía sau. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần mặt bằng nội thất hay còn gọi là phần mặt bằng công năng của công trình. Ở đây thì với chiều dài mặt trước của công trình của chúng ta là 11,4 và chiều sâu là 14,9m. Diện tích một mặt sàn lên đến 135m², một diện tích rất lớn đúng không ạ? Đầu tiên thì chúng ta sẽ quan tâm đến từ khu vực sảnh chính, chúng ta sẽ có khu vực phòng khách. Vì có diện tích lớn cho nên phòng khách của chúng ta khá rộng rãi với diện tích lên đến là 33m². Ở đây thì chúng tôi cũng đã thiết kế phòng khách kết nối cùng khu vực phòng ăn và được ngăn cách bởi một vách lam. Vách lam này sẽ là một vách lam trang trí vừa là kệ tivi để giúp cho cái sự ngăn cách của chúng ta nó không quá bức bí mà cảm giác cái không gian của chúng ta nó được thông thoáng hơn. Khu vực bếp ăn thì có diện tích là 21m². Ở đây thì chúng tôi cũng đã thiết kế bếp hình chữ L và khu vực bếp ăn này thì sẽ đầy đủ cho từ 6 cho đến 8 người. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có các không gian khác bao gồm hai không gian phòng ngủ. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có phòng ngủ số 1 với diện tích là 14,5m². Phòng ngủ số 1 thì được sở hữu thêm một phần cửa sổ hướng ra phía ban công phía ngoài. Phòng ngủ số 2 của chúng ta có diện tích nhỏ hơn một chút với diện tích là 12,5m², cũng sẽ có một phần cửa sổ rất là lớn. Quý vị để ý là tất cả các công trình của chúng tôi thì ngoài các yếu tố về công năng chúng ta ra bố trí giao thông làm sao hợp lý mà các yếu tố để đảm bảo độ thoáng, độ sáng, để đảm bảo sức khỏe cho các thành viên khi mà chúng ta nghỉ ngơi trong căn phòng là một điều vô cùng quan trọng. Với khu vực nhà vệ sinh chúng tôi thiết kế tách biệt hai khu vực riêng, đó chính là khu vực tắm và khu vực vệ sinh riêng. Khu vực tắm có diện tích là 3m² và khu vực vệ sinh thì có diện tích là 3,1m². Sự tách biệt này thì sẽ giúp tạo thuận lợi cho cái quá trình sinh hoạt của chúng ta cũng như là khi mà chúng ta có khách thì chúng ta hoàn toàn có thể đáp ứng cho toàn bộ nhu cầu sử dụng. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có một khu vực sân ướt. Phía sân ướt ở phía sau nhà như thế này thì rất là tiện lợi để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của gia đình. Đặc biệt là mỗi khi nhà chúng ta có công, có việc, có lễ, có Tết thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng những khu vực sân ướt và những khu vực bếp nấu phụ để giúp cho phục vụ quá trình sinh hoạt của gia đình. Lên trên vị trí tầng 2 của chúng ta thì sẽ được bố trí với công năng bao gồm khu vực sinh hoạt chung với diện tích là 13m². Ở đây thì khu vực sinh hoạt chung của chúng ta sẽ được bố trí với bộ sofa, bàn trà và một ban công khá là rộng rãi với diện tích là 5,7m². Hiện nay trong các thiết kế mới của chúng tôi thì chúng tôi luôn luôn ưu tiên những công năng mà chúng ta sử dụng một cách tối đa. Ngoài những không gian phòng ngủ, những không gian mà chúng ta bắt buộc phải có thì chúng ta nên có những không gian đệm như là khu vực sinh hoạt chung hay là khu vực phòng thư viện hoặc là phòng làm việc. Điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho các gia đình khi mà chúng ta không những phục vụ mỗi mục đích của chúng ta là về để chúng ta nghỉ ngơi và các không gian khác của chúng ta sẽ phục vụ cho nhu cầu làm việc hoặc là nhu cầu thư giãn của gia đình. Ở phía trước phòng sinh hoạt chung của chúng ta thì sẽ có một khu vực phòng thờ. Phòng thờ thì với diện tích là 11m² được đặt ở vị trí cao nhất của ngôi nhà, cho nên phòng thờ sẽ mang lại nhiều vượng khí, mang lại nhiều tài lộc. Quý vị có thể để ý là khu vực phòng thờ của chúng ta sẽ sở hữu một ban công phía trước rộng 6,7m². Phòng thờ thì chắc chắn sẽ được trang trí đúng theo phong cách của thuần phong mỹ tục của Việt Nam với phần ban thờ đứng, với phần lục bình cũng như là câu đối và chúng tôi sẽ trang trí thêm ở những phần nội thất của công trình. Các khu vực khác bao gồm các phòng ngủ số 3 có diện tích là 14,5m², phòng ngủ số 4 diện tích 12,5m². Quý vị để ý là hai phòng ngủ này thì được thiết kế khá là tương đồng với vị trí phòng ngủ ở tầng 1, cũng sẽ sở hữu những phần cửa sổ rất là rộng. Riêng phòng ngủ số 3 thì sẽ được sở hữu một phần cửa sổ hướng về phía đằng trước nhà rất là thoáng.
Phòng ngủ số 5 của chúng ta thì có diện tích rộng hơn lên đến là 16,1m2. Hơi tiếc một chút là phòng ngủ này không có nhà vệ sinh khép kín. Tuy nhiên thì với việc mà chúng ta phân tách nhà vệ sinh và nhà tắm riêng biệt thì sẽ giúp cho nhu cầu sinh hoạt của gia đình vẫn rất đầy đủ. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với mặt bằng đứng trục của công trình. Với mặt bằng đứng trục thì sẽ cho chúng ta biết được chiều cao, chiều rộng và công trình của chúng ta hình thái sẽ có cân đối hay không, có hài hòa hay không. Ở đây thì quý vị để ý là với hệ bậc ngũ cấp của chúng ta thì với chiều cao là 7,50, chiều cao tầng 1 là 3,9m, chiều cao tầng 2 là 3,6m và phần chiều cao mái là 2,8m. Tổng chiều cao của công trình là 11,050 so với chiều rộng của công trình là 11,510. Một diện tích khá lý tưởng và hợp lý đúng không ạ? Ngoài các yếu tố về công năng và chiều cao thì quý vị và các bạn chúng ta cũng có cần để ý đến các yếu tố về cửa sổ. Cửa sổ là nơi giúp cho không gian của chúng ta thoáng, sáng và chúng ta có cảm thấy thoải mái và hài lòng hay không khi mà chúng ta sử dụng ngôi nhà của chúng ta. Ở đây thì quý vị có thể nhận thấy được tất cả các thông số thì đều được đội ngũ kiến trúc sư của chúng tôi thể hiện rất là chi tiết ở trên bản vẽ với các kích thước mà chúng tôi đã đo định và ấn chuẩn cho gia đình. Ở đây thì phần kích thước ở tầng 1 thì có diện tích là 2m7 x 2m7, chúng tôi sẽ ký hiệu là D1. Các không gian khác bao gồm là cửa sổ, cửa đi, chúng tôi sẽ ký hiệu là S hoặc D, quý vị để ý nhé. Chúng ta sẽ có kích thước đầu tiên đó chính là chiều rộng và sau đó là phần chiều dài. Chúng ta cũng cần quan tâm đến các yếu tố cửa, nhà vệ sinh hay là những khu vực ở cầu thang. Bởi đây là những yếu tố mà rất nhiều các bản vẽ hoặc rất nhiều các gia đình chúng ta bỏ sót hoặc là chúng ta không quan tâm đến. Đây là những không gian vô cùng quan trọng của gia đình để tránh cái hiện tượng, ví dụ như khu vực nhà vệ sinh. Nó sẽ tránh rất nhiều cái hiện tượng bí khí trong khu vực nhà vệ sinh và chúng ta sẽ không cần phải sử dụng quạt gió quá nhiều. Hoặc là các yếu tố ví dụ như cầu thang là những khu vực khuất mà rất nhiều các gia đình chúng ta ít chú ý. Thì chúng tôi luôn luôn bố trí những phần cửa sổ để khi ban ngày chúng ta sẽ hạn chế tối đa việc mà chúng ta sẽ sử dụng điện năng, quý vị nhé. Ở trên tầng 2 cũng như vậy, chúng tôi cũng đã đều bố trí các thông số một cách rất là chi tiết và hợp lý. Quý vị và các bạn chúng ta có thể dựng màn hình để xem các thông số ở trên nhé. Với phần mặt bằng bố trí lát sàn thì chúng tôi đã bố trí làm sao các không gian của chúng ta hợp lý nhất và các kích thước, các loại gạch thì chúng tôi cũng đã thể hiện rất là rõ và chi tiết trên bản vẽ. Quý vị có thể để ý ở đây thì với các không gian như là phòng khách, bếp ăn hay phòng ngủ thì chúng ta sẽ ưu tiên sử dụng các loại gạch sáng có khổ lớn, thường sẽ là kích thước 600x600 hoặc 800x800. Quý vị và các bạn có thể thấy ở đây chúng tôi đã sử dụng phần kích thước là 800x800 cho công trình này. Với các không gian khác như là không gian sảnh chính, sảnh phụ hoặc là những khu vực như là khu vực phía sân sau nhà hoặc là khu vực cầu thang thì chúng ta ưu tiên sử dụng các loại đá cao cấp. Bởi vì đây là những khu vực mà chúng ta đón tiếp khách thì chúng ta cần một không gian rất là trang trọng và sạch sẽ. Ở đây thì các không gian ví dụ như là khu vực nhà tắm, nhà vệ sinh thì thường chúng ta sẽ sử dụng các loại gạch ceramic chống trơn có kích thước là 300x300. Còn các khu vực như là sân ướt thì chúng ta cũng sẽ sử dụng ceramic chống trơn, tuy nhiên kích thước sẽ lớn hơn một chút, thường sẽ là 400 hoặc là 500x500. Trên không gian tầng 2 chúng ta cũng sử dụng tương đương với không gian ở vị trí tầng 1, các khu vực như là ban công, các khu vực như là phòng ngủ thì chúng ta sẽ ưu tiên sử dụng các loại gạch khổ lớn, còn các khu vực khác như là ban công hay là nhà vệ sinh thì chúng ta sẽ sử dụng các loại gạch nhỏ hơn, nhưng mà cũng cần phải đảm bảo cái khả năng chống trơn cũng như là chống thấm nước, quý vị nhé. Kính thưa quý vị, vậy là vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu chi tiết tới quý vị và các bạn một mẫu mái Nhật 2 tầng mang phong cách hiện đại cực kỳ là đẹp mắt do chúng tôi thiết kế. Và nếu quý vị yêu thích những thiết kế của Mark Home hoặc là mong muốn chúng tôi thiết kế cho ngôi nhà của quý vị, thấy đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi, đội ngũ kiến trúc sư và tư vấn viên của Mark Home sẽ luôn tư vấn cho quý vị một cách tận tình nhất. Còn bây giờ thì thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị ở các số tiếp theo.